321 xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại với câu chuyện của bài viết của tác giả Navin. Dân biểu Jim Jordan. Cuộc điều tra về Hunter Biden sẽ được xem xét những gì đang xảy ra vào 2020. Dân biểu Jim Jordan của đảng Cộng Hòa cho biết nếu mà đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện, một trong những yếu tố quan trọng trong kế hoạch điều tra của Hạ viện về Hunter Biden, con trai của Joe Biden, năm tới sẽ liên quan đến việc xem xét những gì đã xảy ra vào 2020. Câu chuyện cụ thể như thế nào? Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống 2020, tờ New York Post đã đăng một câu chuyện về các giao dịch kinh doanh ở hải ngoại của ông Hunter tại Ukraine và Trung Cộng. Câu chuyện được ngay lập tức bị các hãng thông tấn thiên tả bác bỏ là đáng ngờ, bị trấn áp được các nền tảng truyền thông xã hội. Tại cái thời điểm đó, 51 cựu quan chức trình báo đã ký một cái lá thư tuyên bố câu chuyện của New York Post có tất cả những dấu hiệu điển hình của một chiến dịch tình báo của Nga. Vì 51 thằng cựu trình báo nó đâu hết rồi. Khi mà câu chuyện này càng ngày lại càng có thật. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Breitbart News, ông Jim Jordan đã nói ông muốn biết thông tin tình báo nào mà dựa trên 51 cựu quan chức đã viết thư cho họ. Chúng ta đã có 51 cựu quan chức trình báo nói với chúng ta rằng đây là tin giả của Nga. FBI đã ngồi xuống dưới Facebook và nói: "Này hãy cẩn thận, nháy mắt, chúng tôi nghĩ đó là tin giả từ Nga." Tất cả những gì được thực hiện để ngăn chặn câu chuyện đã tác động đến cách mọi người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quan trọng mà chúng ta có, cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Có ai đó từ tờ báo New York Times đã nói với họ điều gì đó không? Có phải ai đó từ FBI đã tiết lộ một số thông tin sai sự thật không? Người đó có phải là ông Tim Anthony Tibor, người đã rời FBI, người đã ngăn chặn thông tin đó tại FBI hay không? Tôi muốn biết về điều đó. Đó là điều khá quan trọng. Vì vậy, thật sự tôi muốn biết về điều đó với góc độ điều tra. Hầu hết các hoạt động điều tra liên quan đến Hunter Biden sẽ được đặt trụ sở chính tại Ủy ban Giám sát, với dân biểu Jim Comer đến từ tiểu bang Kentucky dự kiến sẽ là người dẫn đầu. Ông Jordan sẽ tiếp tục là một thành viên, một chủ tịch ủy ban tư pháp. Ông cho biết thêm ông Comer dự định sẽ điều tra về các giao dịch kinh doanh và ngân hàng đáng ngờ của Hunter Biden. Và đó là câu chuyện của The USKT News, và đó là câu chuyện của tác giả Navin. Trong khi đó, ông dân biểu Jim Jordan gần đây đã ký một lá thư cùng với thành viên của đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện khác, yêu cầu cựu quan chức FBI Anthony Tibor không thiêu hủy hoặc thay đổi các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Hunter Biden mà ông đang sở hữu. Bức thư đã viết, những người tố cáo đã đến Quốc hội và cáo buộc rằng ông Anthony Tibor là một phần trong kế hoạch phá hoại, làm mất uy tín, cáo buộc về hành vi sai trái của thành viên trong gia đình của Biden. Thì đó, tôi tin tưởng rằng ông sở hữu những thông tin liên quan đến cuộc điều tra mà chúng tôi, và chúng tôi đang yêu cầu ông hỗ trợ về cuộc điều tra của chúng tôi. Ông Tibor đã ngừng làm việc tại FBI vào tháng 7 của 2022, khi bị chú ý gay gắt sau một người tố cáo tiết lộ rằng nhân vật này đã trấn áp các thông tin mà cục có về hoạt động chính trị tài chính của Hunter Biden tại Trung Cộng và Ukraine. We'll see what happened. Và đó là câu chuyện của The USKT News. Xin chào tạm biệt và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.